đen nhất. Đúng là thằng này là thằng cung cấp cây súng bút cho bọn xã hội đen. Mày để tao. Mày nói không? Mày cung cấp súng bút cho tụi nó ở đây. Chứ lê đưa có ớt. Nói không? Chứ mày bay ngọt đi. Nó nói cái gì? Nó nói là nó không biết. Mày bao che tụi nó hả? Hãy mình dây, có được bài ngọt nâng. Có mà mang lý sách mùa anh tế. Dây đưa cơ mình dây. Ui, con anh nhau miền, bờ sân. Mình dây, có được bài ngọt. Tiếp phụ viên nơi nè. Tiếp phụ viên, nơi này, rộng đến đó. Nó nói gì? Nhà nó ở biên giới cách đây 20 cây số đó đại ca. Mày nói thiệt không? Hả? Ông cứ nhầm xong tổ. Mày biết chỗ đó không? Ông cứ nhầm. Để em dẫn đại ca đi tới đó. Vậy thì đi tới đó. Phải đi kiếm chỗ cầm máu thôi. Chắc chắn rồi, không giải quyết được tụi nó đâu. Dù gì là tốt rồi. Nhưng quan trọng là chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Chắc chắn là tụi nó sẽ cho người truy tìm chúng ta. Chuyện đó tính sau đi. Ơi!
Tới. Đại ca, đại ca. Trời, sao má không vậy? À, không có gì. Cho người đưa tụi tao về bên kia liền. Dạ. Nhanh lên. Vô trong thay đồ đi. Ừ. Báo cáo, tôi đã tới kịp lúc. Đã an toàn rồi. Mọi chuyện để tôi lo. Báo cáo hết. Chuẩn bị xong chưa? Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đại ca cứ đi tới đó, có người chở đại ca. Tao cũng xong. Đi đi. Dạ dạ. Vô đi. Sao? Chạy đi rồi tới chị. Nhanh lên. Sao lại có đứa tìm ra được tụi bay và dám xông vào đến tận hang ổ như vậy? Bọn nó ở đâu ra mà lại có võ nghệ cao chống lại cả đám sát thủ tụi bay? Rõ ràng là phải có tính toán và có nghề lắm mới dám làm như thế trên đất Campuchia này, chứ không phải vừa đâu. Hay là bọn chúng có người bên đây hỗ trợ? Sao chúng mày đứng im như chờ chồng vậy hả? Nói tao nghe. Nói. Vâng, tụi em cũng suy nghĩ kỹ rồi, nhưng mà vẫn không đoán được. Chỉ đoán là tụi nó ở Việt Nam sao? Bọn nó bịt kín mặt đội nón nên chúng em đâu thấy được mặt bọn nó đâu chị hai. Chị hai có quá nhiều kẻ thù nên khó mà nhận biết chúng nó ở băng nhóm nào. Chúng mày lo thu dọn và rời qua thành phố khác nhanh lên. Càng nhanh càng tốt nghe chưa? Vâng, vâng. Tránh việc tụi nó quay lại trả thù. Một khi bọn chúng biết chỗ của chúng ta thì chúng ta bất lợi. Chia ra, hai đứa một nơi. Không nên ở chung rồi cùng đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chết là chết chung đấy, biết chưa? Vâng, vâng, chúng em biết, biết rồi. Biết rồi còn đứng đấy làm gì nữa? Biến nhanh lên! Có phi vụ gì ta sẽ điều về. Còn không thì cứ án binh bất động cho ta. Tiền thì ta sẽ chuyển vào tài khoản cho. Nhưng còn chị hai thì sao? Yên tâm, không cần lo cho tao. Tụi nó chỉ biết chỗ của chúng mày thôi, chưa biết chỗ của tao đâu. Tao đã có con Kim rồi, chỉ cần thêm 4 thằng nữa đi theo bảo vệ, còn chúng mày biến hết. Nhanh đi. Đứa nào không nghe lời thì đừng có trách. Trời cũng không cứu được đâu. Biến đi. Đi đâu bây giờ? Đi nhanh. Vâng, vâng ạ. Em đi. Đứa nào dám mò từ Việt Nam sang tận đây chắc cũng không phải loại vừa đâu. Hai người có thể nghỉ ngơi một vài ngày đi. Những chuyện còn lại sẽ có người thay các cậu giải quyết. Hiện tại tôi còn một số việc công ty cần phải được giải quyết, cho nên thời gian này tôi chưa nghỉ được đâu. Ê, mới về hả mày? Về xong đó tao biết mày. Bữa giờ đi chơi một mình chán quá. Mày nghĩ cách coi sao cho cô ấy đồng ý đi chơi với tao đi. Suốt ngày say sưa trai gái,
Mệt thì lên phòng mà nghỉ đi. Có gì đâu ba, có gì đâu. Ê, đi với tao đi. Lên phòng tao có chuyện muốn nói với mày. Tôi còn một số việc ở công ty, giờ ra ngoài luôn. Ba nó mới về mà ba bắt nó làm nhiều việc dữ vậy. Từ từ đi. Đưa nó lên phòng đi. Việc đó để sau cũng được. Đi đi, để với tao. Thôi, tôi xin phép. Nó cứ lông bông hoài như vậy, đến lúc nào mới giao quyền được cho nó đây? Ông chủ à, ông chủ đừng quá lo lắng. Dù sao bên cạnh cậu chủ vẫn còn có tôi mà. Cậu nói xem, tại sao vụ này lại là bọn Hải Phòng làm? Kẻ ra tay như vậy chắc chắn phải có mối hận rất lớn. Ông chủ có nghĩ ra ai có thể làm việc này không? Bọn này ra tay rất có nghề, chứng tỏ rất là chuyên nghiệp. Chắc chắn là có người đứng sau thề chúng. Và người này mới chính là kẻ có ân oán với ông chủ. Ông chủ à, chuyện này ông chủ cứ để tôi lo. Nhất định tôi sẽ lên với kẻ đó và mang về cho ông chủ xử lý. Thôi được rồi, việc này cũng chưa cần giải quyết đâu. Bây giờ chắc chắn là bọn chúng cũng không còn ở đó đâu. Bọn chúng đã chuyển đi nơi khác rồi. Tụi nó đang ở trong tối, mình thì ở ngoài sáng. Hành động lúc này là hoàn toàn bất lợi. Cứ để yên một thời gian đi. Việc quan trọng bây giờ là phải xem xét phe của Tạ Thiên Khánh đang muốn hợp tác với chúng ta. Cậu hiểu chứ? Nhưng mà cậu nên nhớ, cô Cao Dạ, tham vọng của nó không hề nhỏ đâu. Tạ Thiên Khánh đã có cả một mạng lưới ở mặt cầm. Hợp tác với hắn không khác gì chúng ta chơi vào hai lưỡi. Mạng lưới cung cấp lá cờ của chúng ta hiện đang độc quyền ở thành phố. Và nếu như không hợp tác được thì chúng sẽ tìm cách gây khó dễ cho chúng ta nhằm chiếm lĩnh thị trường. Cũng có thể không loại trừ khả năng chúng muốn thủ tiêu người đứng đầu. Tại sao anh ấy lại tới đây? Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình ta? Tới đây làm gì vậy? Tôi tới chuyển quà cho cô. Xin lỗi đã làm phiền cô. Cảm ơn. Chào. Xin lỗi, cho tôi hỏi quà này của ai vậy? Chẳng lẽ cô không đoán được món quà đó của ai sao? Nếu như tôi đoán thì tôi sẽ đoán đó là anh. Vì anh chính là người đem quà tới và giấu tên của người gửi. Món quà đó đích thân Quỳnh Nam lựa chọn và nhờ tôi gửi tới cho cô. Vì cậu ấy biết chắc cô sẽ không nhận món quà này từ tay của cậu ấy. Vậy anh ta nghĩ tôi sẽ nhận món quà này từ anh sao? Tùy cô vậy. Tôi cũng nghĩ là cô sẽ không từ chối món quà này đâu. Chào cô. Vậy là Quỳnh Nam đã chú ý tới mình.
nè bà. Tiền con nó gửi về lâu nay đó, và bữa nay bà cứ xài thoải mái đi, đừng có tiết kiệm làm cái gì ha. Ông xài á thì lấy mà xài đi, chứ tôi có xài đâu. Ông có biết là cái đồng tiền của con nó làm cái gì mà có được hay không? Bà sao vậy? Con tôi nó làm, nó tiết kiệm tiền lo cho ba với má nó. Còn bà muốn xài thì cứ xài đi, còn bao nhiêu tôi dành dụm tôi mua miếng đất cất cái nhà trên bờ mà ở. Cái gì? Cứ lên đên trên sông nước như vậy, không có bạn bè, rồi bà cứ lôi tôi ra bà cằn nhằn hoài à. Bộ con Thư nó nói với ông như vậy đó hả? Nó gợi ý cho tôi lâu rồi, mà tôi thấy cũng có lý đó bà. Vợ chồng mình thì cũng lớn tuổi rồi, cứ lên đên mãi như vậy, nay bệnh mai đau, tới lúc lên bờ rồi bà nha. Ông thích lên bờ lắm phải không? Vậy em lên một mình đi, tôi ở đây tôi không đi đâu hết á. Trời ơi, chú nghe nè. Báo cáo chú, con vừa nhận được hoa và quà của Quỳnh Nam. Anh ta không đích thân tặng mà nhờ trợ lý đưa tới cho con. Ai đưa tới cũng được, vậy là tốt rồi. Tâm lý của Quỳnh Nam là muốn chinh phục con bằng tình, chứng minh hắn đã rất chú ý tới con và muốn con thuộc về hắn. Con cần tiếp cận hắn một cách cẩn thận, đừng gây cho hắn bất cứ nghi ngờ gì. Con nên nhớ cần chú ý, an toàn là trên hết, rõ chưa? Dạ rõ. À mà chú ơi, có một người con. Sao con? Dạ thôi, chỉ là một chút nghi ngờ, con cũng chưa có cơ sở. Con sẽ chú ý tìm hiểu thêm rồi báo cáo lại chú sao? Ừ, cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha con. Dạ. À nè, cũng lâu rồi con chưa về nhà phải không? Dạ, cũng lâu rồi. Con đang tính xong nhiệm vụ, con sẽ nghỉ phép vài ngày để về quê thăm ba má. Sức khỏe của má con lúc này không được tốt lắm chú. Ráng lên nghe con, xong nhiệm vụ á, chú sẽ duyệt cho con nghỉ phép năm, để con có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Nè, nhớ chú ý cẩn thận nghe con. Dạ, con cảm ơn chú, con chào chú. Ừ. Dạ, em nghe nè anh. Anh Thư hả? Đang làm gì đó? Tối nay gặp anh nha. Sợi dây chuyền cái dễ thương không em? Sợi dây chuyền đúng không? Sợi dây chuyền dễ thương lắm. Hả, em thích không? Em thích chứ. Hả, ngồi đi em. Chào anh. Chào. Em đeo sợi dây chuyền này nhìn đẹp ghê á. À, em cảm ơn anh, nhưng mà món quà này có giá trị hơi lớn. Lớn cái gì, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em đồng ý nói chuyện với anh thì mấy chuyện như vậy là bình thường. Nhưng mà em với anh mới quen biết nhau thôi, anh tặng em như vậy em thấy ngại quá à. Mới quen biết thì nó mới như vậy đó hả? Uống nhanh chút đi. Dạ. Em rảnh không?
mai đi Thái Lan chơi với anh, sáng đi chiều về. Ngày mai em đi học rồi. Học gì mà học dữ vậy? Em học Anh văn, anh cũng biết bây giờ đi đâu xin việc á cũng phải cần có bằng Anh văn hết á. Em nghỉ học một bữa đi chơi với anh không được sao? Đâu có chích chóc gì đâu. Dạ, thôi em xin lỗi, hôm nay em không có đi được. Thôi anh cứ đi Thái Lan đi, em còn phải đi học nữa. Làm cái gì mà làm? Bây giờ anh chỉ dành hết thời gian cho em thôi. Vậy thì ngày mai anh đưa em đi học, đưa xong anh đón về, xong rồi mình đi ăn uống gì đó cho em có sức khỏe. Với lại em đi học đi một mình như vậy anh không yên tâm lắm. Thì sao, em chịu không? Đồng ý đi mà, anh đã quá nhiệt tình rồi. Nè, có đồng ý rồi đó. Ủa, anh đi đâu cũng có vệ sĩ thôi anh hả? Đâu có, thằng này bạn anh đó chứ. Tụi anh chơi hợp tính lắm. Sao rồi, có tin gì không? Bọn chúng rời khỏi địa bàn ngay trong đêm. Nghe nói đầu sỏ là một người đàn bà chừng 45 tuổi. Nghe nói bà ta là người Việt, tánh tình lập dị lắm, có chút vấn đề về thần kinh. Vậy sao? Có vẻ như bà ta cũng có tiếng ở nơi này hả? Cũng có số lắm đó. Đám giam hộ đây gọi bà là bà khùng, kiểu gì bà cũng chơi, cỡ nào bà cũng tới. Bà chơi thì không ai đỡ được. Chiêu sát thủ của bà ta độc và lạ lắm, không điều tra ra được tên thật của người ta sao? Tạm thời thì chưa. Tôi cũng đã điều tra rồi, nhưng có vẻ bà ta cố tình không cho ai biết về lai lịch của bà ta. Điều tra ra bằng được lai lịch của người ta, tiền bạc không thành vấn đề. Nè, dạ, cảm ơn anh. Yên tâm, sẽ sớm có tin thôi. Có gì hay ho, hú anh em. Ok. Bye. Dạ, hả? Mày thành tâm điểm ở đây rồi đó. Ê, bà, người ngồi trong xe cũng đẹp trai ha, coi kìa, ông đứng không đẹp trai đẹp quá, quá trời luôn à, bà ơi, bà thấy không? À. Ừ. Chào em. Đi đi. Lên xe đi em. Đi em, lên xe đi. Anh Nam nè. Hả? Anh đừng lấy xe đến đây đón em như vậy. Hàng xóm ở đây dị nghị lắm, mày muốn anh đừng làm gì nữa nha. Người ta nói kệ người ta, em quan tâm làm gì? Anh không có quan tâm. Đi, mày đi em. Đi, thằng Dũng đợi kìa. Thì ra anh bỏ thời gian để tìm. Thank you.
tính sẽ làm gì sau khi em học xong? Em làm busy chỉ là nghề tạm thời để em trang trải cuộc sống thôi. Nhưng mà nó giúp cho em rất là nhiều trong thời gian này. Em tốt nghiệp thương mại, ngành quản trị doanh nghiệp đó. Em đợi thi xong chứng chỉ tiếng Anh, em sẽ xin đi làm luôn. Nhưng mà có lẽ em vẫn làm thêm busy. Cái gì kỳ vậy? Em đi làm rồi thời gian đâu nữa mà em đang làm busy. Bộ em định là vắt hết cái tuổi thanh xuân của em vô mấy cái chuyện đó hay sao? Cái gì vậy? Ba má ở dưới quê vẫn còn vất vả lắm, chứ không có nhàn nhã như mấy người ở thành phố như các anh đâu. Em chỉ là cố gắng hết sức mình để phụ giúp thêm cho ba má thôi. Nè, hồi mới học xong thì anh đừng có làm việc ở trong vũ trường nữa. Nếu mà em xin được việc làm á, thì anh sẽ tình nguyện đưa đón em đi. Nếu như mà chưa xin được thì cũng không sao, càng tốt, để anh lo cho em. Hay. Nè, Quỳnh Nam, em không phải là dạng bé bao. Em muốn tự mình kiếm tiền, chứ không muốn mang tiếng dựa dẫm vô ai hết á. Không phải như vậy. Nếu mà anh còn đề cập tới chuyện này nữa thì em sẽ không bao giờ đồng ý quen anh. Rồi, thôi. Được rồi, anh hứa anh sẽ không bao giờ nói thầm hay thầm bạ nữa ha. Không có đâu ha. Mẹ cũng không hiểu tại sao ở ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi hơn em mà anh không chịu quen, lại cứ nhất định quen em là sao? Nói thật nha, tại vì em có một cái nét rất giống mẹ của anh, và tính cách của em cũng vậy nữa. Một người phụ nữ rất là cá tính, mạnh mẽ và không dễ khuất phục. Ngày xưa người ta ví mẹ anh giống như là một con phượng hoàng lửa vậy đó. Phượng hoàng lửa là sao? Rất là mạnh mẽ và bất tử. Vậy mà cuối cùng mẹ anh cũng đã bỏ anh em của anh. Mẹ mất rồi hả? Trong một vụ hỏa hoạn. Cứ tưởng đâu là phượng hoàng lửa sẽ... mà thôi, gọi đi, nói gì thôi. Theo nguồn tin mật báo, đối tượng giết Kiều Loan đã trốn qua Campuchia. Tin của chính xác không thủ trưởng? Nguồn tin này là từ trinh sát của chúng ta, nên rất đáng tin cậy và chính xác. Vấn đề còn lại chỉ là Adeline và đường dây gái gọi do Thiên Minh cầm đầu. Các đồng chí tập trung lấy thông tin và khai thác triệt để tất cả vấn đề có liên quan đến Kiều Loan và Adeline. Những bằng chứng mà chúng ta thu thập được cũng đều đủ chứng minh Adeline là một đường dây gái gọi núp bóng dưới danh nghĩa hoạt động của một công ty người mẫu. Đúng vậy, thưa thủ trưởng. Tại sao chúng ta không tóm Thiên Minh ngay, từ đó bắt hắn khai ra đường dây? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Cậu thấy sao? Tôi thấy như vậy không ổn. Chúng ta chỉ nắm được cái đuôi của Thiên Minh. Muốn bắt hắn thì rất là đơn giản, còn vấn đề lập hồ sơ để truy tố hắn thì lại rất khó. Bởi những thứ chúng ta muốn nắm bắt vẫn còn lại ở phía sau. Chính xác. Nếu bắt Thiên Minh bây giờ thì động đến cả một ông trùm. Bởi thứ chúng ta nắm bắt được chỉ là phần đuôi của nó, mọi hoạt động còn lại chỉ là trong bóng tối. Đứng đằng sau Thiên Minh và Adeline chắc chắn là một con cáo già lọc lõi. Mà bây giờ chúng ta chưa có một chút thông tin nào về hắn. Thiên Minh có nhiều mối quan hệ rất phức tạp, nhất là các mối quan hệ đồng giới. Có rất nhiều người mẫu hoặc nghệ sĩ biết anh ta. Chúng tôi có thẩm vấn và ai cũng nói rằng công ty này có giấy phép hoạt động độc lập và không có công ty nào hùng hạp. Bước đầu, chúng ta có thể kết luận đây là một đường dây cần được triệt phá. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án, tạm thời gác lại để tiếp tục điều tra. Các tổ chia nhau ra điều tra, tập trung vào khai thác điều tra tất cả những mối quan hệ của Thiên Minh và những đối tượng mà hắn thường xuyên qua lại. Chắc chắn giữa bọn họ sẽ có sự liên kết với nhau. Các cậu phân công bám sát các đối tượng khả nghi và nhanh chóng thu thập chứng cứ để đưa bọn chúng ra ánh sáng. Rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Dạ rõ.
Tôi nghe nè, mọi chuyện bên đó sao rồi? Cô đang ở đâu vậy? Ông ta tới rồi vậy đó. Vậy hả? Thì anh nhớ giữ chân con mồi, tôi sẽ đến ngay. Mà nè, giữ cho cẩn thận, có chuyện gì thì anh coi chừng với tôi. Ừ. Được rồi, tôi tới liền. Nhi Hữu. Chào cô. Đây là đàn em của Tạ Thiên Khánh. Anh ta là người Việt gốc Hoa. Tạ Thiên Khánh cử anh ta qua đây là để giao dịch. Vấn đề là tên này đang rất cần tiền để về Việt Nam lo chữa bệnh cho cha. Ừ. Chuyện ba anh cần chữa trị, tôi có thể đảm bảo cho anh sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất tại Mỹ. Và đương nhiên, Tạ Thiên Khánh sẽ không tìm ra được. Nếu như anh trả lời được những câu hỏi của tôi, hiểu chứ? Dạ, tôi hiểu. Tôi xin thề với cô là tôi biết được những gì, tôi sẽ nói hết không giấu giếm. Ông xem đi. Ông nhìn kỹ đi. Ông có biết người này là ai không? Tôi biết người này. Cô ta là đại lý số 1 của Tạ Thiên Khánh tại Việt Nam. Tôi đã từng giao hàng cho người này rồi. Hàng gì? Tôi cũng không biết cụ thể, chỉ biết là phải áp tải hàng qua biên giới vào Việt Nam an toàn thôi. Nhưng tôi đoán chắc chắn là hàng cấm, vì Tạ Thiên Khánh không bao giờ giao cho tôi vận chuyển những mặt hàng thông thường. Đặc biệt, lần này hắn còn không cho tôi biết mình vận chuyển thứ gì. Tục bảnh, hàng cấm thì làm sao qua được cửa khẩu hải quan? Tôi không đi bằng đường hàng không, mà đi đường bộ từ Trung Quốc sang. Người của Tạ Thiên Khánh sẽ đón tôi ở cửa khẩu và chịu trách nhiệm vận chuyển qua biên giới. Nhiệm vụ của tôi là về thành phố giả làm khách du lịch và liên hệ với cô ta, bí mật giao hàng. Cô ta nhận hàng và chuyển tiền qua các tài khoản đã được chia nhỏ để tránh bị công an phát hiện. Việc Kiều Loan bị giết có liên quan đến việc buôn bán flashcard này. Tôi cũng biết chuyện cô ta bị giết trên mạng, không rõ là ân oán với bang nào. Ông có muốn biết mình đang vận chuyển thứ gì không? Đó là dạng ma túy. Đó là dạng ma túy, tên nó là flashcard. Alo, tôi nghe nè ông Tạ Thiên Khánh. Được, vậy thì ông cứ chọn địa điểm đi rồi báo cho tôi, tôi sẽ tiếp ông. Chào ông. Tạ Thiên Khánh mới gọi cho tôi, hắn ta muốn gặp tôi để bàn công chuyện. Anh lo sắp xếp mọi chuyện ở đây đi. Còn những gì tôi đã hứa với ông, tôi sẽ thực hiện. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ông. Để ông có thể lo cho bà của ông. Mọi việc thắc mắc, ông có thể liên hệ danh gì. Dạ, tôi cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Chào cô. Người của Tạ Thiên Khánh đang muốn thôn tính địa bàn của chúng ta ở Việt Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta qua đó, liệu có an toàn không? Anh yên tâm đi, hắn ta không dám hành động bừa bãi khi chưa nắm được cái gì đâu. Được, tôi sẽ đi với cô. Khẽ đầu, đứng lại. Quan Ninh còn. Ninh hãy chấp mày ra ngoài kia. Ninh cánh ngồi nhập đi. Cô đi theo tôi. Chính cái. Tại sao? Anh ra ngoài chờ tôi đi. Hàng đi.
Đang. Ừ. Chào ông. Chào. Mỗi lần gặp cô là tôi lại thêm một lần bất ngờ về vẻ đẹp của cô. Cảm ơn ông đã quá khen tôi. Nhưng mà chắc là ông gặp tôi là có chuyện gì, chứ không phải là chỉ khen vài câu xã giao thôi đúng không? Không hổ danh là con gái của Huỳnh Long. Cô đây rất thẳng thắn, cô biết không? Vậy tôi vào đề luôn. Vẫn là lời đề nghị cũ. Tôi muốn hợp tác với cô. Hợp tác làm ăn? Không phải là bây giờ chúng ta vẫn đang hợp tác làm ăn vui vẻ đó sao? Huỳnh tiểu thư, cô không biết, hay là cô cố tình không hiểu vậy? Thứ mà tôi muốn đề cập đến chính là món hàng mà chúng ta vẫn thường giao dịch. Đó chính là Flatka, một thứ ma túy tổng hợp mới. Flatka? Bộ Flatka có vấn đề về nguồn cung sao? Nguồn cung ở bên tôi thì không có vấn đề gì, vì nguồn hàng lúc nào cũng đầy đủ. Cái chuyện đó thì cô không phải lo. Vậy bây giờ muốn gì? Muốn bàn bạc lại giá cả. Hai bên cùng có lợi, cô hiểu ý tôi chứ? Tôi không ở trong đầu ông thì làm sao tôi biết được ông nghĩ gì chứ? Tôi muốn hợp tác làm ăn cùng với gia đình cô. Việc này tôi cũng đang ngỏ ý với Huỳnh tiên sinh rồi mà. Nhưng tôi biết Huỳnh tiểu thư đây ngoài việc là con gái cưng ra, cô còn là cánh tay đắc lực của ba cô. Tôi muốn bỏ giá lại cao hơn 10% trên một ký hàng. Mong cô chuyển lời giúp tôi. Vì ở Ma Cao này cô là người giao dịch, cô biết dạo này món hàng đó khan hiếm lắm. 10% là một con số không hề nhỏ. Tôi sẽ đợi chỉ thị của ba tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn ông đã coi trọng tôi. Nhưng thực chất lời nói của tôi không quan trọng bằng quyết định của ba tôi. Cô nói vậy nghĩa là? Có nghĩa là tôi phải đợi ý kiến của ba tôi rồi mới trả lời ông được. Dù sao cũng cảm ơn ông đã mời tôi tới đây. Việc hơi gấp cho nên tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì được. Cái này là đồ của phu nhân Đổng tặng cho tôi. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với bà nhà của ông. Quà của phu nhân thị trưởng mà cô mang tặng tôi, quý hóa quá. Tôi xin thay mặt bà xã tôi cảm ơn cô. Đẹp quá, đẹp quá. Rất cảm ơn, cảm ơn. Còn một việc nữa tôi muốn đề cập đến. Có lẽ việc này cô sẽ hứng thú đây. Là việc gì? Tôi biết ở chỗ cô có cung cấp nguồn hàng hợp pháp. Tôi lại có trong tay các nhà hàng, resort. Mà nguồn hàng tươi sống đó ở đây thì lại rất hiếm. Tôi muốn đề nghị cô hợp tác về vấn đề này, rất có lợi cho phía của cô. Ý của ông là sao? Đúng như cô nghĩ đó. Tôi cần cô cung cấp cho tôi số lượng gái phục vụ thường xuyên, ổn định. Chứ mấy chỗ khác họ không đạt tiêu chuẩn như tôi yêu cầu. Vậy tôi mới nhờ cô. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của ông. Được rồi, tôi sẽ đợi quyết định của cô. Hả? Chào cô. Cô về. Đi. Nhanh lên. Đúng rồi. Đó. Đó. Trời đẹp quá à. Đúng rồi. Vắt cái bông như vậy đó nha. Tiếp. Wow. Trời. Có. Nè, khoan. Làm ơn bà, làm ơn. Nè, đẩy cái ngực lên. Đưa cái mông ra đằng sau. Nhìn thẳng nhìn tôi đi bà. Đây nè, cứ ngợi lên cho cái mỏ ra, chu ra. Nè. Trời ơi, đây nè. Trời ơi, ghê quá.
nhổng cái bông lên. Đi vô. Trời, trời bà hãy bà. Nhìn thẳng, nhìn thẳng cái mặt lên. Đó, kêu gợi lên. Nhăn 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 cái gì, hả? Rồi xem một vòng cho tôi coi. Xoay. Nhổng cái mông lên. Nhổng cái mông lên, ưỡn cái lưng ra. Thẳng lên. Rồi, đi. Trời ơi, chết rồi. Đây nè, làm ăn, làm ăn, làm ăn cái gì vậy? Hả? Hả? Đau cái gì? Tầm vậy đó hả? Hả? Không có lo tập tành gì hết. Đi đứng bao nhiêu đó cũng không xong nữa. Vậy bắt đi, tắt nhạc. Ồn ào quá. Trời tắt ơi, tầm vậy bể xô hết rồi. Nè nè, đi vô làm ơn tập đi lại giùm tôi nha. Ngày mai tập lại tôi coi nha. Bể xô là chết đó nghe dạ, chưa. Dạ, đi vô. Dạ. Dạ. Anh Minh bữa nay sao khó quá. Chắc bên này có nhiều bực bội chứ. Tập kiểu gì cũng không chịu. Mệt muốn chết. Cái gì nữa đây hả? Sáng sớm vô là mặt một đống rồi hả? Tại con nhỏ anh Thư mà ông Nam theo đuổi đó. Bực mình hả? Không biết con nhỏ đó có cái gì mà ông cứ bám riết nó hoài hả? Tôi tưởng chuyện gì. Tự nhiên cái tốn sức bực mình. Cái con nhỏ đó nó giống như là cái bông mà mình cài lên áo gì đó, hiểu không? Một thời gian nữa nó tàn, nó rụng xuống đất. Thế ghê. Sao hôm nay giọng điệu của mình nghe bao dung từ bi quá vậy? Tại tôi tu. Bởi vì phụ nữ thiệt á là cái hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc. Không biết yêu thương chia sẻ với nhau mà còn đố kỵ. Thì cứ dở giọng bao dung đi. Rồi ở chồng ở trơn vậy nè. Yêu người ta mà không dám hó hé một câu. Như Minh á thì suốt kiếp cô đơn nha Minh. Xin lỗi nha, tôi yêu đơn phương, tôi lãng mạn như vậy đó. Hả? Còn mấy người sao? Sắn xả hùng hổ chạy vô Nam rồi xách dép cho nó. Nè, đừng có tưởng em không làm được gì nha. Ừ thì thôi. Em sẽ không thèm giúp mối tình đơn phương của Minh với ông Việt nữa. Để coi lúc đó ai bao dung hơn ai. Thôi ha? Được rồi, được rồi, tôi lại mẹ được chưa? Làm ơn tu nhân tích đức giùm tôi. Chuyện của tôi á, tưởng đâu là thành tựu rồi. Tự nhiên cái xảy ra cái chuyện đi Ma Cao. Bây giờ ở đường xa cách trở vậy tôi làm được cái gì đây? Bây giờ tôi không biết làm sao nữa đây nè. Nè, nói đi, có thiệt là anh chưa làm gì ông anh em không đó? Làm cái gì? Còng cái lưng ra xúc tép nuôi cò. Bây giờ con nó lớn rồi, nó mập thay, nó đủ lông đủ cánh, nó bay mẹ nó rồi. Thì thôi, em sẽ giúp mình bắt con cò này, để cho mình khỏi uổng công xúc tép nuôi cò. Dù gì á thì em với Minh cũng cùng một ông chủ mà ha. Thiệt không? Thiệt chứ sao không. Vậy nha, đáng giúp tôi đi. Nè, bà giúp tôi là bà tích đức. Rồi chuyện của bà với thằng Nam sẽ được thành tựu. Bà hiểu không? Bây giờ tôi sẽ giúp bà, hai đứa mình tư vấn chéo cho nhau. Nhưng mà coi bộ ca của em khó hơn Minh nhiều. Em thấy bây giờ ông Nam đang say con nhỏ anh Thư đó, không biết khi nào mới bỏ. Trời ơi bà ơi bà, tôi mới khổ hơn bà đây nè. Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, bà có hai thứ rồi. Tôi có cái gì không? Ở tuốt bên Ma Cao rồi. Võ cái xìu võ thái thái bị ly xịt. Thôi ạ. Ông xã, anh định đi đâu sao? Có nhớ là một lát đưa em đi khám hay không? Thầy à, ngồi đâu có, anh chị tiễn Quỳnh tiểu thư về rồi quay lại đưa em đi luôn đây. Giới thiệu với cô, đây là bà xã của tôi, Mạc Cẩn Khoa. Đi ngủ, ngồi kêu Hoàng gì? Tôi tên là Quỳnh Di. Rất vui được quen biết bà. Bà thật trẻ và xinh đẹp nữa. Đi xin còn tung quả mà. Ôi, cô nói được tiếng Quảng sao? Tôi nghe nói ông xã tôi đang bàn chuyện làm ăn với một cô gái người Việt Nam. Nhưng không ngờ cô lại nói tiếng Quảng hay đến như vậy. Bà quá khen đó tôi. Vì tôi sống và làm ăn ở bên đây nên tất nhiên tôi phải nói được tiếng Quảng Đông thôi. Hãy ní tù dĩ có ẩm xiết. Nếu không biết chữ gì thùng chè thì tôi đâu dám trèo cao làm ăn với ông ta đây ạ. Đây là quà của Quỳnh Nhi tặng cho mình đó. Thấy mình mở ra xem đi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tôi chờ đi. Cảm ơn cô. Bây giờ tôi đưa cô Nhi ra ngoài rồi quay lại đón bà đi. Mời cô Nhi. Phu nhân Choi Kim chào bà.
Kiều Loan, tôi đã bị gạt ra bên ngoài. Bây giờ mọi thông tin của ban chuyên án đều được giữ kín, chỉ có nội bộ mới biết. Ông Nguyễn Đức cố tình cho tôi ra ngoài, không biết là ông ta có nghi ngờ về tôi hay không nữa. Hiện tại thì tôi giống như thằng bị bịt mắt, không thể làm gì được. Hôm nay gặp nhau chỉ để câu cá thôi, không bàn chuyện câu gì. Ông đừng quá hấp tấp nóng nảy sụp sạo lung tung. Ông Nguyễn Đức càng có cớ để khẳng định rằng ông có tật giật mình. Tính chơi nhau đây mà. Ông đánh giá tôi hơi thấp đó. Cá đã cắn câu rồi. Ông thấy chưa, câu cá không nhất thiết là phải khua chiên hay đánh trống, hay là đập bùng giống như bắt cá ở ao hồ. Câu cá là phải tính thì cá lớn mới cắn câu được. Tỉnh cái con khỉ. Thái độ của ông Nguyễn Đức đang khiến tôi phát điên đây nè. Ngoài mặt á, thì ông cứ tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng mà mỗi lần tôi hỏi hay là đề nghị tham gia chuyên án á, ông đều tìm cách từ chối. Rồi bây giờ còn điều động tôi giải quyết ba cái vụ trật tự tào lao gì nữa chứ. Nản thiệt. Câu cá thôi mà, cần chỉ phải đeo bao tay gì ghê vậy. Làm như vậy vừa không giơ tay, cá lại không bị chết. Bởi vì thân nhiệt của con cá thấp, trong khi nhiệt độ cơ thể của chúng ta dao động từ 36 đến 37 độ. Nếu chạm trực tiếp á, cá sẽ bị bỏng, ăn mất ngon. Cá phải còn tươi sống cho tới khi chế biến thì mới đúng chuẩn ẩm thực được. Theo những gì ông nói như vậy, có nghĩa là chết mà vẫn không hiểu là tại sao mình chết đi mà. Đúng vậy. Cứ để yên cho bọn nó, thích làm gì thì làm. Ông chuẩn bị giúp tôi làm một chuyện khác, không hề liên quan tới bất kỳ chuyện nào, mà ông Nguyễn Đức có thể từ đó lần ra tung tích. Chuyện gì? Tôi có ít quà tặng cho các cháu và chị. Tôi nghe nói chị rất thích sắm sửa. Ông nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Từ từ rồi ông sẽ biết thôi. Cứ bình tĩnh đi. Vô. Anh ngồi đây chơi nha. Em qua bên kia gặp bạn em chút xíu. Vậy hả? Ok. Nè, làm gì nhìn người ta đắm đuối vậy? Bọn mày tính ngày nào cũng qua đi uống rồi ngắm người đẹp vậy sao? Chứ biết sao bây giờ, là yêu mất tiêu rồi. Yêu thiệt hả? Nè, có chắc chắn không? Thấy mấy lần trước á, tuần lễ là quên rồi mà. Sao lần này nghiêm túc vậy? Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà càng gần gũi thì tao lại càng thích cô ấy. Tao muốn nhìn thấy cô ấy bất cứ lúc nào. Cô không hề giống bất kỳ một cô gái nào khác, nhưng mà lại rất giống mẹ của tao. Cái gì? Ê, có khi nào mày thấy cổ giống mẹ của mày cho nên mày mới thích? Có khi nào mày ngộ nhận là yêu không? Không phải đâu. Sau đó thì tao thấy cổ có nhiều cái hay lắm. Tao nghĩ là con người này yêu được là cưới luôn á. Thiệt. Nghiêm túc đó hả? Ừ. Yêu một phát cưới luôn cho nó máu. Giờ mày chán chưa? Không, không chán đâu. Quỳnh Nam mà nhìn người ghê lắm. Đúng rồi, nhìn được chục cô rồi suốt tuần lễ. Vô đây này mấy cưng, nhanh lên. Lên đây. Lại đây, đây là anh Nam. Dạ. Giới thiệu với mấy đứa, đây là đại thiếu gia Quỳnh Nam. Chào anh Nam đi mấy đứa. Dạ, dạ.
Cho mấy em qua bên đó ngồi đi, lát nữa tôi qua. Dạ, mấy đứa qua bên kia ngồi đi. Dạ dạ dạ. Đi đi mấy cưng. Đi đâu đây? Sao lâu rồi á không thấy thiếu gia gọi người của tôi đi biểu diễn vậy? Phải có người mới chứ, cứ như vậy hoài thì làm sao mà gọi được. Em qua đây ngồi nè. Dạ. Em chào anh. Anh uống rượu nha. Em mời anh. Cảm ơn em. Em là anh Thư có đúng không? Ủa sao anh biết em? Trời ơi, người đẹp mà. Anh hai biết, cả nước này biết, chứ đâu phải mình anh biết đâu. Cảm ơn anh. Ôi trời, em xinh đẹp như vậy mà em làm BC uổng quá. Hay là em về đầu quân cho Adelaide đi. Anh bảo đảm anh đào tạo cho em thành gà nồi luôn á. Anh ơi, Adelaide có phải là công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng không anh? Đúng rồi. Ủa vậy là anh làm bên đó hả? Đừng nói nhìn đâu cũng nhìn thấy ra gà nha. Trời ơi, làm gì mà nóng dữ vậy? Tại vì á, anh thấy em có tiềm năng trở thành một nét top model, một hoa hậu tương lai. Cấm miệng. Đi đi. Thôi khó quá, bỏ qua đi ha. Khoan anh. Hả? Em mới là người quyết định mà. Em đồng ý. Em đồng ý. Nhưng mà anh không có đồng ý. Anh đâu có quyền cản em. Anh có quyền cản. Đứng dậy đi ra. Thôi thôi thôi, bây giờ vậy nè. Hai người á cứ trao đổi với nhau đi ha. Nhưng mà anh chỉ cần thiếu gia Quỳnh Nam gật đầu một cái là cái gì anh cũng ok hết nha. Chào cưng. Bye. Anh Quỳnh Nam, anh quá đáng lắm. Anh có biết là em chờ đợi cơ hội này lâu lắm không? Em muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp như vậy, chứ không phải là cứ đứng mãi ở đây hoài. Anh đang lo cho em thôi. Em không hiểu là công việc nó phức tạp như thế nào đâu. Em đừng nhìn thấy vậy mà ham hố. Anh đang coi thường em đó. Em chỉ muốn thử sức ở một lĩnh vực mới thôi, chứ không có ham hố mấy cái chuyện mà chân dài đại gia gì đâu. Em không muốn nghe anh nói gì nữa đâu. Nè, nè. Nam nữa. Tôi la lên bây giờ. Sao? Quốc đối chân xong. Kỳ cục quá. Đi đây. Anh Nam. Em gì vậy? Nè. Tụi mày muốn gì? Ê thằng kia. Tụi muốn gì vậy? Ê. Bây giờ. Sao? Bây giờ sao? Em có sao không? Em không sao đâu anh. Xe bị gì vậy? Em đang chạy tự nhiên xe bị tắt máy. Vậy hả? Vậy để anh nói anh Dũng dắt xe em về cho. Anh chở em về. Ha? Dũng ơi. Dũng.
Mày đẩy xe về giùm cho Thư đi. Anh đưa em về nha. Ừ, được rồi, cứ đi tao về trước đi. Anh chạy xe về giùm tôi nha. Cứ đi tôi. Sớm đi. Dạ. Đi anh em. Đi. Thôi, ta đi đi. Dạ. Anh đi anh vô nhà. Em không cần đâu. Quỳnh Nam, em xin anh đó. Chuyện của em, anh cứ để em tự giải quyết đi. Em không muốn lúc nào em cũng có cảm giác bị người theo dõi kiểm soát 24/24 như vậy. Thư à, em hiểu lầm rồi. Thư à, không phải như em nghĩ đâu. Anh không muốn làm cho em có cảm giác là gò bó hay là bị khó chịu gì hết. Thư à, Thư. Thư, nghe nói nè, tên Thiên Minh đó không tốt đẹp gì đâu. Thiên Minh làm cái gì với anh mà nói về người ta như vậy? Em biết đó, mấy công ty người mẫu thì nơi nào mà không có mấy chuyện thị phi. Chân dài tranh giành show rồi tranh giành đại gia là mấy cái chuyện bình thường. Nè, anh coi tôi là hạng gái hay sao mà anh nói như vậy? Không phải, thì anh nói mấy công ty người mẫu thì nó hay có mấy cái kiểu vậy thôi. Chứ anh có nói về em đâu. Em nghĩ vậy là quan cho anh rồi đó. Thư à, nghe anh giải thích đi. Ý của anh không phải là vậy đâu. Thực sự thì anh muốn tốt cho em thôi mà. Thư à, đừng giận anh nữa mà. Em không muốn nghe giải thích gì nữa hết. Anh đi về đi. Xong chưa? Rồi, xong rồi. Từ nào vậy? À, mấy đứa trẻ trâu đi chơi khuya thôi. Xe của cô hư bình điện, tôi thay rồi đó. Cảm ơn anh. Cô đừng cảm ơn tôi. Cô nên cảm ơn thằng Nam kìa. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của tôi. Cảm ơn hai anh. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Có gì đâu. Miễn sao em đừng trách móc anh là được rồi. Thực sự là quan cho anh lắm. Anh chỉ chân thành và anh quan tâm em thôi, chứ thực sự là anh không muốn áp đặt gì hết á. Bây giờ em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Em đang rất là mệt. Em muốn nghỉ ngơi. Anh đi về được không? Vậy thì em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ qua đón em nghe. Em không có hứa trước gì được hết. Hiện bây giờ em đang rất mệt. Thôi vậy em nghỉ ngơi đi. Về. Anh Dũng chắc chắn là người đó. Mình không thể nhầm lẫn được. Nói nè, ông càng tỏ ra si tình quá sẽ càng mất điểm đó. Biết làm sao được, tao yêu cổ mà. Về. Về đến nơi chưa? Dạ, con đã về tới nơi rồi ạ. Mọi người bên đó có ai bị thương không chú? Anh em trong đội đều có nghề nên không ai bị thương. Mà nè, Quỳnh Nam có nghi ngờ gì con không? Anh ta còn đang bận tâm về việc con đang giận anh ta, thì làm gì có thời gian để mà nghi ngờ.
Chú à, có một điều con băn khoăn muốn hỏi chú. Con nói đi. Nhiệm vụ truy tìm hồ sơ mật của tên Quỳnh Long, còn có ai hoạt động ngoài con không chú? Nguyên tắc hoạt động của tình báo là phải tuyệt đối bí mật. Con đã vi phạm nguyên tắc đó. Dạ, con xin lỗi. Nhưng mà hiện tại bên cạnh Quỳnh Nam đang xuất hiện một người tên là Trọng Dũng. Anh ta rất là thông minh, sắc sảo, giỏi võ thuật. Cách trai đòn của anh ta đều là các thế võ mà con đã học ở lớp huấn luyện đặc biệt. Nhiều người á cũng biết võ hộ vệ Husu mà. Con nên nhớ, nghề tình báo không được có khái niệm mơ hồ và cảm tính, không được chủ quan trong phán đoán. Dạ, con hiểu. Đôi khi những thứ trước mắt chúng ta đều không đúng với bản chất thật của nó. Chú khuyên con nên gạt chuyện này qua một bên. Hãy chuyên tâm vào công việc của mình, bằng mọi cách tiếp cận, lấy được lòng tin của Quỳnh Nam và nhanh chóng phá án. Dạ rõ. Con nên nhớ, trước khi làm nhiệm vụ tuyệt đối đừng để tình cảm chi phối hay làm mất tập trung vào một người nào đó. Hiện nay Quỳnh Nam đã có tình cảm với con, cho nên cần phải thúc đẩy học sâu vào nội bộ của Quỳnh Lâm Nam, càng nhanh càng tốt. Bọn chúng đang rục rịch hành động lớn, cho nên chúng ta cần phải theo sát từng bước. Dạ rõ. Không ai có thể lần ra được hồ sơ của con đâu. Con mau thu xếp đầu quân vào công ty Adelaide. Nè, nhớ con hạn chế xuất hiện ở vũ trường, bởi nơi đó rất khó kiểm soát. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Dạ rõ, thưa chú. Bắt đầu tập. Đó, đó. Đây. Tốt, chuẩn bị. Đó. Tự nhiên cúp điện gì nè? Ủa, điện thoại của mình đâu rồi? Diệu. Anh ơi, sao tự nhiên lại cúp điện vậy? Em cũng không biết nữa. Để em qua bên nhà hàng xóm coi có bị như vậy không. Dì đi cẩn thận nha. Dạ. Này, đừng có chủ quan. Nhớ mở máy phát điện nếu như khu này mất điện. Dạ, em biết rồi.
Trong phòng hoàn toàn không có gì hết. Mình đã tìm kỹ rồi, quả thật không thấy. Hợp nhất lo dùng. Nội dung hợp đồng rất chi tiết đầy đủ. Bên cô chỉ cần cung cấp cho chúng tôi nguồn gái Việt Nam ổn định, lâu dài để du lịch cùng đại gia. Nếu còn trên thì giá sẽ rất cao. Ông cứ yên tâm, một khi hợp đồng đã được ký thì mọi giao dịch sẽ theo đó mà tiến hành. Tôi sẽ xúc tiến việc này sớm. Được, tôi đợi tin tức của cô. Cáo từ. Cảm ơn. Tôi chào ông. Chào ông. Tạ Thiên Khánh cũng đang nôn nóng nên yêu cầu cung cấp gái cho hắn. Như vậy có nghĩa là nhu cầu hàng đang tăng cao. Chúng ta cần phải xem xét kỹ để đưa ra quyết định. Nếu chậm là có kẻ hớt tay trên ngay. Người của ta cũng đã xác minh chứng thực nhu cầu này là thật. Không phải là do cảnh sát thả mồi đẩy bẫy đâu. Nhưng mà chúng ta lên kế hoạch cũng phải cẩn thận. Phòng trường hợp cảnh sát Macau phối hợp với cảnh sát Việt Nam. Được, tôi sẽ về Việt Nam tham khảo ý kiến của ba tôi. Việc này không thể một mình tôi quyết định được đâu. Để tôi đi cùng cô. Không được, anh phải ở đây chăm nom spa. Một mình tôi về là được rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải có một người để giải quyết chứ. Hơn nữa tôi cũng muốn kết hợp về chơi với ba tôi chứ không phải là vài ngày đâu. Tốt nhất á, là nên ở lại đây. Có gì thì liên lạc với tôi. Mà với lại tôi về Việt Nam thì rất an toàn. Anh không cần phải lo lắng gì đâu. Nhưng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cho cô. Ông chủ đã giao phó cô cho tôi. Tôi không thể. Anh sao vậy? Lúc nào cũng muốn kè sát tôi là sao? Đừng tự cho mình cái quyền kiểm soát tôi mà quên đi thân phận của mình. Nị Hữu à? Nị Hữu à? Chào bà. Xin chào. Chào chị. Ôi trời, sao hôm nay em được hân hạnh đón tiếp rồng như thế này. Hôm nay em sẽ đích thân phục vụ cho chị. Chị đi theo em. Cảm ơn cô. Đi tìm. Mời chị. Được. Công nhận bà chủ trung tâm spa có khác. Tay nghề hơn hẳn như người trước đây đã từng làm cho tôi. Chị nói quá thôi. Chứ ở đây chuyên viên nào cũng tài nghệ hơn bà chủ của họ cả. Chỉ cần chị muốn thì họ sẽ phục vụ tận tình. Được khen tay nghề của cô thật đó. Bàn tay cô mềm mại lại thuần thuần nữa. Rất xứng đáng với nghệ danh bàn tay vàng mà tôi đã từng nghe người ta nói. Nếu chị đã khen như vậy rồi thì em xin giận. Mà sao bữa nay em không thấy ông xã của chị đưa chị đến? Mọi khi em vẫn thấy ông xã của chị đưa chị đến mà. Hôm nay anh có việc nên tôi đi một mình. Hơn nữa mình cũng phải để cho ông ấy tự do, chứ lúc nào cũng bắt ông kè kè một bên thì tội ông lắm. Mấy chỗ shopping hay là spa này mà để cho ông đi thì không khác gì là hành xác ổng. Tội nghiệp ông xã tôi lắm. Mà em thấy công việc của ông xã chị bận như vậy. Tay phải kinh doanh tiền vay, tay trái thì kinh doanh resort. Chắc chắn là nó không thiếu phần giúp đỡ của chị. Em nói như vậy có đúng không? Em chỉ nói quá thôi. Chị chưa bao giờ can thiệp vào công việc của anh ấy cả. Và chị cũng chẳng biết anh ấy làm gì nữa. Chị chỉ làm đúng bổn phận của mình là ông mừng rồi. Chứ người dụng về như chị mà lao vào công việc của ông xã chị có khi lại làm trách việc hơn. Trời ơi, vậy mà em cứ tưởng chị giúp ảnh quản lý resort chứ. Em biết không, chị không thạo mấy việc kinh doanh. Hơn nữa anh Khánh của chị cũng không muốn chị đụng tay vào việc gì hết. Vậy nên chị cũng tôn trọng anh. Mình không giúp được gì thì cũng không nên làm dướng chân dướng tay, làm hỏng chuyện của chồng. Như vậy là tốt rồi. Chồng bà là mafia, muốn chiếm lĩnh thị trường flacca của cha con tôi.
Tôi sẽ cho ông Tả Thiên Khánh biết con Quỳnh Nhi này là ai. Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi. Đi chụp. Dạ. Dạ. Cô làm gì mà nghi chặt tôi dữ vậy? Anh Huệ, tại vì em thấy chị đẹp quá nên em mới ghi chị thật mạnh. Ngò lắm cánh tay giặt. Em đang suy nghĩ lúc mình bằng tuổi chị có được đẹp như chị hay không nữa. Đương nhiên em phải đẹp hơn chị rồi. Công nhận bà chủ spa này khéo ăn khéo nói thật đó. Quỳnh Nhi, chị muốn làm bạn với em có được không? Đương nhiên là được rồi. Ôi trời ơi, em kết bạn với chị là phước ba đời của em rồi. Em đúng là dễ thương quá đó. Vào đi. Có chuyện gì vậy? Nhân viên báo là hệ thống truy cập thông tin báo cáo tài chính của các nhân viên đại lý đa cấp quá chậm. Tôi tới để xem có vấn đề là ở đâu để sửa chữa. Cậu làm gì thì làm, nhưng những phần dữ liệu đó cậu không được phép truy cập. Hơn nữa, tất cả đều được mã hóa, phải có mật khẩu thì cậu mới có thể mở được. Đây là việc mà anh Quỳnh Nam đã giao cho tôi. Vì vậy, khi khôi phục lại hệ thống, tôi cần phải truy cập vào dữ liệu để tìm hiểu nguyên nhân. Mà thôi khỏi, tôi sẽ tìm anh Nam để hỏi mật mã cũng được. Cậu không được làm như vậy. Những file dữ liệu đã được mã hóa thì không được phép mở. Đó là lệnh của ông chủ. Tôi không nói là sẽ phá mã hóa nó, mà nói là nếu cần tôi sẽ xin chỉ thị của anh Quỳnh Nam, vì anh ấy đã giao cho tôi phải khắc phục hệ thống này. Chẳng lẽ có vấn đề gì đó anh không muốn cho người khác biết sao? Bất kỳ công ty nào cũng có bí mật tài chính. Tốt hơn hết cậu bớt quan tâm đến chuyện khác, chú tâm vào công việc của mình làm đi. Đồng ý thôi. Được rồi, vậy thì bây giờ là tôi phải làm theo mệnh lệnh của Quỳnh Nam hay là tôi phải chờ sự đồng ý của tổng giám đốc Quỳnh Long đi? Những chuyện này trước đây giám đốc thường giao cho tôi. Cậu muốn làm thì phải xin phép ông chủ trước. Được rồi, không làm phiền anh nữa. Thằng này có ý gì mà muốn truy cập vào hệ thống máy? Tao nói rồi mà, nhất định tao xử lý cho. Mày đã là người của tao rồi, có gì mày phải nói cho tao biết. Thật sự á là tao rất ngại, tao không muốn đối đầu với anh nhất. Thôi, thì nói tính sau đi. Alo, anh nghe nè em. À, anh rảnh. Anh đang đi với thằng Dũng nè. Nhà hàng Hương xưa đó hả? Ừ, anh tới liền. Sao vậy? Không có gì, tao đó đi. Hương xưa. Anh Nam. Anh Nam. Anh Dũng. Chào em. Chào. Em cũng vừa mới tới thôi. Anh cảm ơn em nha. Cảm ơn chuyện gì? Nhờ cô em mà anh có cơ hội quay lại đây. Ở đây chẳng có gì thay đổi hết. À, hôm nay á, em xin phép là mời anh với lại anh Dũng. Hai món đặc sản của quán này rất là ngon. Dạ mời anh chị. Đây là hai món rất là ngon của nhà hàng này. Món lươn nướng ống tre với lại tép cuộn bánh tráng. Anh thử đi. Wow. Rồi. Ngon quá à mẹ. Đây của con nè. Cảm ơn mẹ. Ừ. Ơ mẹ, anh hai ăn mất lương của con kìa. Có sao đâu, anh hai ăn có cục, có nhiều cái gì đâu. À, không chịu đâu, mẹ cuốn cho anh một cuốn tép
rồi mà, biết luôn là em ham quá à. Anh ăn có chút xíu quá. Rồi, nè nè, bây giờ hai anh em tụi con giỏi ăn hết chỗ này đi, rồi chút xíu á kêu thêm món khác nha. Dạ. Không được tranh giành, hai anh em phải biết yêu thương nhau, biết chưa? Dạ. Ăn đi. Nè của con nè. Cảm ơn mẹ. Ăn giỏi đi, rồi chút xíu nữa mẹ sẽ dẫn hai đứa con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Ngon quá mẹ ơi. Ừ. Ăn ngon quá mẹ ơi. Ngon thì ăn nhiều nha. Anh sao vậy? Ngày xưa anh cũng tới đây, anh cũng mang hai món này. Vậy là trước đây mẹ anh nhắc anh tới đây cũng hay kêu hai món này sao? Trước đây thì mẹ thường đưa anh tới đây, nhưng mà sau khi mẹ mất thì tụi anh không quay trở lại đây nữa. Anh cứ tưởng đâu là nó cũng bị phá bỏ rồi đó chứ, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Anh cảm ơn em nha, nhờ có em mà hồi ức về mẹ rõ nét hơn. Bây giờ có thêm lý do nữa để yêu em hơn. Ừ. Thôi, vậy mình dùng thử đi. Hả, ăn đi. Đâu rất là. Như vậy là Tạ Thiên Khánh bây giờ lại chuyển sang buôn người à? Nhu cầu hàng tươi sống ở bên phía Ma Cao đang tăng rất là mạnh đó ba. Tạ Thiên Khánh đang muốn con cung cấp gái cho hắn với số lượng rất là lớn. Tất cả các tay đại gia sòng bạc cũng có nhu cầu đó luôn. Con thấy chúng ta nên mở một đường dây cung cấp gái hạng sang từ Việt Nam sang các sòng bạc lớn ở Ma Cao. Con đang muốn thử nghiệm trước 5 cô gái xinh đẹp trẻ trung và đặc biệt là con Trinh. Giá bây giờ rất là cao đó ba à. Mà ba biết không, những tay đại gia rất là mê gái con Trinh đó ba à. Gì à? Con đã lớn rồi, con phải nên nhớ, việc vận chuyển một gói flaca khác với việc vận chuyển một người sống. Con biết là như vậy nên con mới về tận đây để bàn bạc với ba nè. Với lại con cũng thích làm chuyện này nữa. Lỡ sau này không kinh doanh flaca nữa thì con cũng có việc để làm mà, đúng không ba? Nè, con có kế hoạch rồi phải không? Nói cho ba nghe coi. Con sẽ dựa vào công ty ADLINE. Mà ba nè, Thiên Minh dạo này còn bị tụi công an soi xét vụ Kiều Loan nữa không? Ba sắp xếp cho con gặp Thiên Minh để ba công chuyện đi ba. Ba sắp xếp cho con một chỗ kín đáo một chút. Chứ bây giờ Thiên Minh tới đây con nghĩ không có tiện cho lắm, vì công an vẫn còn giám sát đó ba. Con suy nghĩ rất là chu đáo, chứ không giống như thằng anh con ham ăn chơi đua đòi. Nó không có ham chơi đâu ba, mà nói gì vậy? Sao anh hai? Mày về Việt Nam sao không gọi tao ra đón mày vậy? Em sợ anh hai bận nên em tự về luôn đó. Bận cái gì mà bận, thiệt là. Thôi tao lên trước à. Ê Dũng, gọi đây đi, nhanh gọi chơi. Em ta mới về Việt Nam, mày chào một cái cho biết đi. Thưa em chị, tôi xin lỗi. Muốn cái gì? Không có gì. Người gì đâu mà đi đứng không để ý đường gì hết trơn. Cô à? Ủa, anh cũng là người Việt hả? Cho tôi xin lỗi nha, cô không sao chứ? Ừ, tôi không sao đâu. Chào cô.
thì ra là anh hả? Chào cô. Chào anh. Thấy rất tròn như vậy, hình như hai người biết nhau hả? Ủa, mà sao anh hai lại biết ảnh vậy? Bạn thân của anh sao anh không biết được? Bây giờ nó làm trợ lý cho anh. Em tao, Quỳnh Nhi với mày à, sống ở Macau giống như mày luôn đó. Đúng là có duyên thiệt hả? Này này, Nam, con làm gì thì làm, nhưng mà nhớ ghé công ty giải quyết việc cho ba. Ngày mai ba với Quỳnh Nhi có việc. Việc gì mà ghê dữ vậy ba? Khi nào xong việc em sẽ báo cho anh hai biết. À, ông chủ xe bi, đây là lệnh truy nã hai tên sát thủ đã giết Kiều Loan. Mày điều tra vụ này có chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn, thám tử đã điều tra được. Người đứng sau nhóm sát thủ đã truy sát 200 con Mường Long chính là Thanh Trợ Sắt. Thiệt, còn Nghiêm này phải xử lý nó thôi, nếu không nó sẽ làm nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát. Vâng, em biết phải làm gì. Em sẽ điện cho thằng Tài Còn. Đất Campuchia nó rất là sạch. Bọn mày tiếp tục theo dõi cả nhà họ Huỳnh. Nếu có bất thường gì thì phải báo cáo ngay cho tao. Dạ vâng ạ. Tụi cốm đã thiến năm đấy. Cẩn thận nhé. Bye. Mẹ kiếp, không ngờ tụi công an lại lần ra sớm như vậy. Dạ, em nghe chị ơi. Mày xử lý ngay hai thằng sát thủ giết con Kiều Loan trước khi tụi công an lần ra bọn nó, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ kiếp, lệnh truy nã nó đã đến tận Campuchia này rồi. Nhớ là phải làm cho êm và như thật đấy. Dạ. Không được để bị nghi ngờ gì. Làm cho gọn vào, nghe chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Mày muốn gì? Mà bình tĩnh, ông Tạ Thịnh Khánh chỉ muốn nói chuyện với bà. Mà ngồi xuống. Nghe đi. Alo. Thật là ngu xuẩn. Mày có biết hành động của mày suýt chút nữa là phá hủy cả một đường dây lớn không? Ngay cả tao còn không dám động chân động tay, mà còn phải cung phụng cha con nó. Vậy mà mày dám hả? Ông Tạ, tôi không hề có ý đấy. Tại lúc đó đầu óc còn đang nghĩ lẩn quẩn, hơn nữa còn đang phê flat ca nên không kiềm chế được thù hận. Ông Tạ, xin ông hãy tha cho tôi con đường sống đi. Tôi thề là từ nay sẽ không dám động vào cọc lông chân của cha con nó đâu. Chuyện sau này thì để sau này giải quyết. Vấn đề bây giờ là mày phải xử lý vụ này thật gọn. Đừng để tụi nó lần ra tao, rõ chưa? Mày không được để cho thất bại. Dạ, ông yên tâm. Tôi đã cho bạn đàn em xử lý hết cả hai thằng kia rồi, sẽ không để lại dấu vết gì. Mày đã nói là xử lý rồi, nhưng phải thật gọn gàng, đừng để tao vướng bẩn nha. Nó có thằng vệ sĩ giỏi lắm đó, mày có biết không hả? Tôi cũng không ngờ là cha con nó lại có một thằng vệ sĩ giỏi võ như thế. Người của tôi hôm ấy suýt chết vì nó. Ông phải trả hận cho tôi đấy. Bọn thằng em của tôi mới moi được thông tin thằng đó đến từ Macau. Cái việc đó thì cứ để tao tính, để xem thằng đó là thằng nào mà lợi hại đến như vậy.
Vậy bây giờ mày cứ ẩn thân đi, đừng có ló mặt ra, có biết không? Nếu Huỳnh Long biết mày hại cha con nó thì tính mạng của mày không được bảo đảm đâu, biết chưa? Nhưng mà nếu không tìm cách khử cha con Huỳnh Long hoặc làm cho chúng yếu đi thì con đường đưa Vladka của chúng ta vào Việt Nam đến khi nào mới được làm chủ hoàn toàn? Hiện tại ở thành phố, Vladka đang hoành hành từ vũ trường đến các ngõ ngách, tất cả đều do Huỳnh Long cung cấp. Làm việc lớn ấy, thì không được nóng vội. Huỳnh Long bây giờ nó đang mạnh lắm, mạng lưới của nó ở Việt Nam rất là chắc, trong khi đó ở Macau con Huỳnh Nhi lợi hại cũng không kém gì cha nó. Tất cả con chức đầu não ở Macau, thằng nào cũng cầm tiền và ôm gái cho nó cung cấp, mày có biết không hả? Manh động chỉ có nước chết. Nhưng mà trước sau gì cũng phải khởi Huỳnh Long. Ông cứ giao cho tôi lo vụ này đi. Tôi đảm bảo sẽ thiết lập một đường dây mới và đè bẹp Huỳnh Long như con rắn dưới chân, để cho hắn biết đụng vào thanh trợ sắt này không phải là dễ. Được đó, nhưng chưa phải là bây giờ. Mày cứ yên đó, đợi chỉ thị rồi mới được hành động, biết chưa? Tuyệt đối không được cháy lại. Ừ, tôi biết rồi. Mẹ kiếp, dám chĩa súng vào đầu tao à? Dám xông vào đến tận nhà tao à? Tạ Thiên Khánh, ông dám hăm dọa cả tôi sao? Một ngày nào đấy tôi sẽ lấy mạng cả ông luôn đấy. Chó chết!